Xin thưa bà con cô bác, xui ghê á, không biết xui hơn nữa nha. Và ba mẹ cậu uống cà phê ở trong đó, mà cái ra tính đi quay phim, tại thấy cũng 2 giờ trưa rồi, vừa mới ra cái đất ầm xuống một cái, mưa gió tầm tã luôn, giờ mình đứng bên ngoài quán cà phê rồi, thành thử ra giờ ba mẹ cậu nhà mẹ mẹ cậu mặc áo mưa, đi tắm mưa luôn nha bà con. Mình đi tắm mưa, sẵn tiện quay cho bà con cô bác cảnh tắm mưa. Rồi, xin thưa bà con cô bác, đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ, trời mưa. Là mẹ quẹo phải. Quẹo phải. Mưa lớn rồi bà con. Lần đầu bà con cô bác cùng với ba mẹ cô đi tắm mưa luôn nha. Rồi thẳng qua bên nhà hát thành phố. Đây là khách sạn Caravel nè. Wow, mưa gió tầm tã luôn. Quẹo trái. Mình đi một vòng thôi bà con ha. Đây là cư Sabrin nè. Từ đó giờ bà con cô bác chưa bao giờ mà ba Michael chở bà con cô bác đi tắm mưa kiểu này. Tại vì hồi đó máy của ba Michael không có đi mưa được nha bà con. Còn giờ là từ khi ba Michael chuyển đổi qua cái máy này là mưa thì chắc cũng không sao, cho nên đi tắm mưa để mình coi luôn. Rồi thẳng qua bên kia luôn. Trước mặt bà con cô bác á, là hồi xưa là cái tiệm bánh Givan đó bà con. Đây là nhà hát thành phố dưới cơn mưa nè. Rồi quẹo phải. Con đường này là đường đại lộ Lê Lợi. Rồi quẹo phải luôn. Xin thưa bà con cô bác, ở bên đây nè bà con, hồi xưa đó là một cái dãy mà tòa nhà Eden đó. Ở đây thì đây cái lối này là lối đi vô cái khu Eden nè, và xích lên đây là cái phòng bán vé, bán vé của Việt Nam Airlines hồi xưa trước năm 75 gọi là Air Việt Nam. Rồi cái bên kia đó là cái công viên Chí Linh. Còn đây là cái tòa này là người ta gọi là đó là tòa Đô Chánh nè. Bây giờ là ủy ban dân thành phố. Rồi cái chỗ này là hồi xưa bà con cô bác còn nhớ không, nơi đây là nơi mà ba mẹ cô nhớ là sau năm 75 nơi đây là nơi đậu xe buýt nhiều lắm. Rồi không biết đến năm nào là khách sạn Red họ mới mua lại chỗ này nè. Rồi họ làm đủ thứ thành nguyên cái khách sạn ở đây. Chứ hồi xưa khách sạn Red là không có tới đây đâu nha bà con. Đây là ngã tư đường Pasteur. Khu này là khu tiệm làm giày. Đây là khu tiệm làm giày nè. Trước năm 75 ở đây bán giày nhiều lắm. Bây giờ vẫn còn nè. Đó Hà Nội nè bà con. Tiệm giày. Còn cái khách sạn này là khách sạn 4 sao mà giờ đóng cửa luôn rồi. Tới đây về, tới trên kia về trái cũng được. Khu này là khu thương xá Tam Đa nè bà. Sau này sau năm 75 thì nơi đây là tòa nhà ETC. Con đường này là đường Nguyễn Trung Trực. Giờ ba Michael sẽ chở bà con bác đi một vòng chợ Bến Thành.
đây là nhà hàng Thanh Thế nè. Wow, nước. Con đường này hồi xưa là đường ôi chà, Việt kiều người ta ngỡ ngàng quá bà con. Trời ơi, nơi đây đó giống như thác nước đổ vậy đó. Nơi đây là con đường này hồi đó là đường Tạ Thu Thâu, hình như tạnh mưa rồi. Thôi mày dừng ở đây đi. Bình thường bà con bác bà mày cồ dừng lại để lao cái kiến chút xíu. Rồi đây là chợ Bến Thành rồi bà con. Cái máy này nó hơi dở một cái là nó bị đọng nước, ba mày cồ thấy nó bị đọng nước. Để bữa nào ba mày cồ coi nếu được để ba mày cồ chuyển qua cái con DCI. Thấy nó quảng cáo á, thấy mấy anh em ở trên đó quảng cáo là nó chống nước hay lắm. Còn cái con này ba mày cồ thấy nước nó vẫn đọng lại nha, nó vẫn bị ám ố. Đây là chợ Bến Thành nè, rồi quẹo trái. Hồi nãy trong lúc mà ba mẹ cô đi ngồi uống cà phê ấy bà con, ở tiệm đó đó, ba mẹ cô thấy có một cái tin như thế này nè bà con. Để ba mẹ cô đọc cho bà con bác nghe. Không phải đọc nữa, giờ nhớ gì đọc đó chứ nãy là có đọc. Đây là chợ Bến Thành. Thì bà con có biết không, ở đây chợ Bến Thành nè, có một cái cái tiệm này nè giờ mở lại nè bà con. Hôm qua nghỉ có một ngày, hôm nay bán lại nè. Tiệm Mai Vân 28. Ôi trời ơi, bên Mai Vân kia hôm qua bán, hôm nay nghỉ rồi. Hình như đây là thay phiên nhau thay phiên nhau nghỉ với bán. Thì xin thưa bà con bác, ngay chợ Bến Thành này có một cái metro bà con. Hôm bữa trước là đã cho vận hành chạy thử rồi đó. Thì sau khi chạy thử toàn tuyến là thấy ok rồi. Thì sắp tới đây là Sài Gòn sẽ vận hành chính thức cái tuyến Sài Gòn metro Bến Thành Suối Tiên. Thì ba mẹ cô thấy là báo chí là cũng đã đăng là trước mắt cơ bản là đã có giá vé rồi bà con. Thì từ đây cái giá vé thấp nhất là ba mẹ cô thấy như là 12.000 bà con. 12.000 cho một đoạn tuyến là coi như nếu mà đi dưới 5 cây số là từ 1 đến dưới 5 cây. Rồi 14.000 là sẽ là 14.000. Rồi nếu mà đi toàn tuyến hình như là 16.000 là đi toàn tuyến 16.000. Ba mẹ cậu nhớ mang máng là vậy nha bà con. Thì ba mẹ cậu thấy cái giá vé đó nó cũng quá rẻ luôn bà con. Từ đây ra Bến Suối Tiên mà đi metro ngon lành vậy mà có mười mấy ngàn bạc Rồi nếu mà đi vé ngày á, hình như là 40.000 thì phải. Ba mẹ cậu nhớ nếu mà mình đi nguyên một ngày có nghĩa là mình mua vé 40.000 là mình muốn đi bao nhiêu lần thì mình đi. Rồi ngoài ra rồi mình đi vé tháng là 260.000 là tính ra ngày là có chưa tới 10.000 thì đó là cái giá vé. Tại hiện tại thì ba mẹ cậu đang đi tới đây là ngã 6 Cù Đổng Thiên Vương. Thì hồi nãy trong lúc mà ngồi chờ thì cũng có một cô ở bên Úc hỏi ba mẹ cậu là cái hôm bữa trước mà ba mẹ cậu đi quay cái gì mà ba mẹ cậu có hỏi cái gì ở trên đường Cao Thắng á, thì cô mới nói là không biết là ngay chỗ đó có phải là cái nhà Bảo Sanh Đức Chính hay không. Cô cũng không nhớ rõ. Thì thôi thì bây giờ ba mẹ cô cũng không nhớ nữa thì không biết cô hỏi khúc đoạn nào thì giờ ba mẹ cô sẽ chở bà con bắt đi lại được con đường Cao Thắng nha. Thì ở đây là ngã tư Cù Đổng Thiên Vương nè, ơi quên, ngã 6 Cù Đổng Thiên Vương, đi thẳng qua đường Ngô Tùng Châu luôn nè, phải đường Lê Thị Riêng á. Hôm nay là bà con cô bác cùng với hai vợ chồng ba mẹ cô đi tắm mưa ha. Ngày mai là vẫn còn nghỉ lễ thêm một ngày nữa, nhưng mà thực chất thì ngày mai đã bắt đầu đi làm việc lại rồi. Này, ở đây có một cái bánh mì nè. Bánh mì này thì lúc nào cũng đông. Bánh mì này là bánh mì Vinh Hoa. Bây giờ mở thêm tiệm ở đây. Bên kia là dành cho bán mấy cái ráp mua hàng, còn bên đây là dành cho cái gì đây cho những người mua bình thường á. Còn bên tay trái này nè, đường Nguyễn Văn Tráng này nè, thì hồi xưa đó là tiệm cơm á bà con. Tiệm cơm gì tên gì á ba mẹ cô không nhớ, không biết có các cô chú bác nào có nhớ không, bác nhắc giúp ba mẹ cô với. Cho thuê nhà nè.
ta đang đi trên con đường Lê Thị Riêng ở số 117. Hồi xưa con đường này mang tên là đường Ngô Thùng Châu. Wow, đèn nước bắn lên ghê ha. Giờ ba mẹ con sẽ chở bà con bắt đi qua cái con đường Cao Thắng ha. Hôm nay mình sẽ đi cái con đường Cao Thắng. Thì ba mẹ con nhớ được cái gì thì ba mẹ con sẽ kể cho bà con bác cái đó. Rồi cái nào mà các bác nào có nhớ các bác chia sẻ lại giúp ba mẹ con với. Rồi tới đây là tới mũi tàu đường Bùi Thị Xuân. Rồi chúng ta sẽ đi thẳng con đường Bùi Thị Xuân. Bên tay trái là có một cái bệnh viện phụ sản quốc tế. Đi thẳng. Con đường Tôn Đức Tùng đó hồi xưa là đường Bùi Chu đó bà con. Còn nơi đây là hồi nơi là hồi xưa mà đóng tập đó, bán tập. Hồi đó có tập loại tập là Bùi Thị Xuân đó bà con. Là ở đây đây nè, cái xưởng đóng tập. Trường này là trường Bùi Xuân, hồi xưa là đường trường Nguyễn Bá Tồng. Cái cổng này là cổng phụ nè, hồi xưa là đi gửi xe vô cổng này nè. Cái chỗ mà mấy cái cờ cắm này bà con, hồi xưa nơi đây là cái căng tin. À, căng tin của trường Bùi Xuân đó. Còn con đường này là đường Lương Vũ Khánh nè. Rồi cái đường hẻm bên đây nè bà con là đường rầy xe lửa đó, nó kéo dọc qua đây nè, là đường rầy xe lửa nè. À, là cái dọc cái đó là đường rầy xe lửa năm xưa đó. Rồi cái con hẻm ở đây nè bà con, à, cái con hẻm bà con có thấy không, đó là đường rầy xe lửa đó. Cái tuyến này ngay đây là cái tuyến người ta thường hay gọi đó là cái gì đó, Sài Gòn Mỹ Tho đó, là nó xuyên vô cái hẻm này. À, cái hẻm này đó đường rầy xe lửa đó. À, ba mẹ cô quay qua quay lại hơi nhiều ha, bà con cô bác thông cảm, tại cái gì cũng muốn cho bà con cô bác xem á. Rồi trước mặt bà con cô bác đó là siêu thị Cô Mắc. À, đây là siêu thị Cô Mắc đầu tiên đó bà con. À, sau năm 1975 nơi đây nè, hồi đó có cái bồn nước nè. Rồi đây là bộ vách tường của thành Noma. Rồi giờ mình quẹo phải ha. Rồi bên tay trái đó là đường Phạm Viết Chánh. Đó, đây là cái cổng thành Roma năm xưa nè bà con. À, bây giờ mình sẽ đi thẳng rồi đi ngang qua bệnh viện Từ Dũ. Đó, hồi xưa đường này xe lửa nó ra cái chỗ cái hẻm này nè bà con. Đó, nó xuyên qua con đường Phạm Viết Chánh để đi về Mỹ Tho. Rồi, đây là bệnh viện Từ Dũ. À, bệnh viện Từ Dũ đó bà con. Rồi, ở đây là ngã tư. À, xin thưa bà con cô bác, ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai với đường Cống Quỳnh và bên kia là Cao Thắng. Thì xin thưa bà con cô bác có thấy cái cơ bên đó mà con? Ngay cái góc đường đó, đường Nguyễn Thị Minh Khai với đường Cao Thắng. À, đó là Hầm Thập Tự với đường Cao Thắng. Thì xin thưa bà con đó, bên đó cũng có một cái cư xá 5 tầng. Cư xá đó là lâu đời lắm nha bà con, vào đầu thập niên năm 1950. À, vào thời mà còn thời Pháp á, thì nơi đó là có một cái cư xá 5 tầng nổi tiếng ở khu vực này. Từ qua bên lóc bên đây là gọi là khu bàn cờ rồi đó. Thì đây là cư xá 5 tầng của Pháp hồi xưa đó, bây giờ nó vẫn còn nè, lớn lắm. Rồi hồi đó người ta không có gọi là cư xá đâu mà nó gọi là si té đó bà con. À, gọi là si té đó. Đây là cư xá 5 tầng nè, bây giờ thì nó không biết nó có thay đổi chưa nè. Đây, đó vẫn còn đó bà con. Đó, các bạn thấy không? Xây lâu lắm rồi nha bà con. Năm 1950 luôn á. Đó là một trong những cái cư xá đầu tiên ở Sài Gòn á. Bây giờ chúng ta đang ở trong đường Cao Thắng đây. Rồi, con đường bên tay phải này là đường Võ Văn Tần nè. Hồi xưa là đường Trần Quý Cáp. Rồi, bên kia đó là nhà hát Việt Long. Thì hồi xưa trên đường Cao Thắng này nó có hai cái nhà bảo sanh lận nha bà con. Chứ không phải là đức chính không đâu, mà như là nó còn có đức huệ nữa. Đây, cái nhà bảo sanh nó nằm đâu ta, bên tay trái bên tay phải nè, giờ ba mươi cầu quên rồi bà con. Kế bên cạnh của rạp Việt Long này là có một cái nhà bảo sanh đức huệ đó bà con. Cô bác là còn nhớ được cái nó nằm ở chỗ cốc nào bà con. À, bà con cô bác nào có biết nhà bảo sanh đức huệ nằm đâu bà con, cô bác nhớ chỉ giúp ba mươi cầu nhé. Rồi khi mà mình đi lên tới đây nè bà con, thì ở đây có ngã tư. Ngã tư này là ngã tư Nguyễn Đình Chiểu nè, với đường Cao Thắng nè.
Thì ở đây Nguyễn Đình Chiểu này hồi xưa là Phan Đình Phùng. Bên tay trái này là trường Lê Bá Cang nè. À. Khu này là hồi đó là toàn bộ khu vực này là gọi là khu bàn cờ. Khu bàn cờ này là được hình thành vào khoảng đầu thập niên 50 đó bà con. Thẳng luôn. Rồi bên tay trái là bánh mì Hòa Mã nè, nổi tiếng một thời, có trường tiểu học Nguyễn Sinh Hà nè. Rồi bên đây là Tam Tông Miếu, nổi tiếng là Tử Vi. Bây giờ nó cũng vậy luôn nha bà con, hàng năm mà cứ đầu năm mà đi mua Tử Vi á, là từ Tam Tông Miếu này đây ra. Ở đây là Sài Gòn Pho nè, hồi đó nó là cái gì, cái khu này thì là cái gì ba mẹ còn không nhớ. Không biết luôn chứ không phải không nhớ nữa, không biết. Bà con cô bác nào có biết thì bà con cô bác nhắc giúp bà mày rồi chứ. Rồi tới bên đây nè, xin thưa bà con cô bác nhìn bên tay trái giúp bà mày rồi, có một cái tòa nhà. Nơi đây hồi xưa nó cũng là cái cư xá đó bà con. Đó, bà con cô bác thấy kiến trúc cổ kính không? Cái khu cư xá này là số 73 Cao Thắng. Nơi đây cái cư xá này cũng được xây dựng rất là lâu. Cư xá này là hồi xưa là xây dựng cho những cái công chức á, công chức và với lại binh lính Pháp. Còn bên đây nè, ngay cái chỗ mà Guta cà phê nè bà con, hồi xưa đây mà chính là cái nhà Bảo Xanh đó, nhà Bảo Xanh Đức Chính, đó là cái chỗ này nè bà con. Bây giờ nó là trung tâm xét kiểm chuẩn xét nghiệm gì đó, đó, nguyên cái đó là nhà Bảo Xanh Đức Chính. Rồi nhìn qua bên đây á, đó là Lạp Đại Đồng. Đây là kịch Sài Gòn nè, ngã kênh Tài Đồng. Rồi quay đầu lại nè. Quẹo phải luôn đi. Quẹo phải. Con đường này đường Điện Biên Phủ, hồi xưa là đường Phan Thanh Giản. Thì như vậy là cái nhà Bảo Xanh mà cô nói là nhà Bảo Xanh Đức Chính á, thì đó là nó nằm kế bên cái khu cư xá của binh lính Pháp, của công chức binh lính Pháp á. Rồi con đường này đường Phan Thanh Giản nha bà con. Thì ở đây nè có một cái bệnh viện Bình Dân. Kế bên bệnh viện Bình Dân thì có một cái cư xá Đô Thành. Bây giờ cái cổng cư xá Đô Thành nó vẫn còn luôn nha bà con. Rồi tới đó quẹo phải. Khu này hồi đó cũng được gọi là khu bàn cờ nha bà con. Đây cư xá Đô Thành. Đây là một cái khu cư xá đầu tiên là dành cho những người mà những công chức. Cư xá Đô Thành này được xây dựng và cũng là vào khoảng giữa thập niên năm 1950. Và ở đây được gọi là cư xá rồi, chứ hồi xưa thời Pháp thì không ai gọi là cư xá mà gọi là si té bà con. Sau này thì bắt đầu là cái danh từ cư xá. Cư xá Đô Thành này là lâu đời lắm ấy. Đây, chúng ta đang đi trong cái khu cư xá Đô Thành. Rồi đi thẳng luôn. Ở đây nó có 4 con đường. Đường số 1, số 2, số 3, số 4. Rồi đi thẳng luôn. Rồi quẹo phải. Con đường hẻm nó rất là nhỏ nha bà con. Rồi giờ tới đây mình quẹo trái nha bà con. Trời bắt đầu tạnh mưa rồi. Rồi tới trên quẹo phải. Mình lại Tam Tông Miếu nè. Phật Bụ Tổ Đình Tự nè.
trường này trường Nguyễn Sơn Hà. Các bác có biết trường Nguyễn Sơn Hà này hồi xưa nó là trường gì không á? Bác nào có biết thì chỉ giúp ba Michael chứ. Rồi quẹo. À, hẻm này là hẻm 51, hẻm 51. Rồi. Bên đây là cái trường nè bà con. À. Cái con hẻm này là con hẻm chúng ta đi thẳng vào cái chợ Bàn Cờ luôn. Cái chợ Bàn Cờ này hồi xưa nó là có thể là cái chợ nó cũng có từ khoảng thập niên 50 đó, khi mà xây dựng cái khu Bàn Cờ này bà con. Mà đặc biệt là cái chợ Bàn Cờ này nó không có nhà lồng nha bà con. À, ba mẹ cậu thấy là dạng giống như là nó những nhà người dân ở trong hẻm này có tự động họ buôn bán gì thôi, chứ họ không phải là cái chợ mà có nhà lồng này nọ. Rồi đi đi thẳng vào kia luôn là bà con bác sẽ thấy đó là cái chỗ mà bán mấy cái đồ si đó bà con. Mình gọi là đồ sida đó, là mấy cái đồ cũ mà ở bên Mỹ người ta bỏ đó, người ta cho từ thiện hay gì đó và bên đây tìm cách cái nhập về. À, thì không biết cái này có thể được gọi là rác hay không thì ba mẹ còn không biết, nhưng mà hầu như là toàn là đồ đã qua sử dụng không bà con. À, quần áo, giày dép, túi sách. À, ở bên bên kia người ta bỏ bắt đầu cái hoặc là người ta cho từ thiện hay sao mình không biết, họ có cái đường dây hay sao đó, họ đụng ra rồi cái họ nhập về đây, người ta gọi là hàng thùng hàng kiện gì đó là ở đây nè, nón giày dép rồi đủ thứ. Rồi tới đây là cái chợ Bàn Cờ đây. À, đây cái bàn quản lý chợ Bàn Cờ ở đây. À, thẳng vào luôn, thẳng vào luôn. Có mua bánh dày không? Hỏi mua hả? À, ba mẹ con tính mua bánh dày cho thằng William nó ăn mà vợ ba mẹ con nó khỏi. Rồi quẹo trái. Bà con có bác thấy cái tiệm bánh Nguyên Hương không bà con? À, tiệm bánh Nguyên Hương này hồi xưa đó hình như là có bác nói với ba mẹ con đây là cái tiệm cơm được không? À, thẳng luôn, thẳng luôn, thẳng qua luôn. À, con đường này là con đường Nguyễn Thiện Thục. Rồi cái hẻm đầu tiên nè bà con. À, đó là hẻm cà phê Treo Leo. Thẳng luôn, thẳng luôn. À, mình vẹo đây là đây nó có cái tiệm cà phê Treo Leo bây giờ vẫn còn bán nha bà con. Hồi xưa ở Sài Gòn mà nói đến cái chuyện mà cà phê á là phải nhắc đến là cà phê Năm Dưỡng với cà phê Treo Leo nha bà con. Hai cái tiệm này nổi tiếng Sài Gòn lắm. Cả cái khu vực này là gần cái khu học sinh sinh viên á, cho nên là cũng như học sinh sinh viên cũng biết mấy cái tiệm này lắm. Ở đây là phố Làm Đàn. Rồi giờ quẹo phải. Đây hồi xưa là cà phê Năm Dưỡng ở trong đây nè bà con. Quẹo phải, quẹo phải. À, bên tay phải bà con bắt ngay chỗ cái xe nè, đó đây, đây cà phê Năm Dưỡng là xưa đây nè. Giờ là nó là cái tiệm nhà gì đó. Bên đây là cháo Bịch Liên. Cháo Bịch này hồi xưa là bán cái tiệm nhỏ lắm, bây giờ là bán ra ngoài thành tiệm luôn rồi. Tiệm chè Thái Kiki. À, đây là con hẻm á bà con, hẻm Nguyễn Thiện Thục. Qua bên đây là Lý Thế Tổ. Rồi bên kia đó là 7 căn biệt thự của nhà gia đình chú Hỏa đó. Rồi ra tới đây đường Lý Thế Tổ. Rồi quẹo phải. Rồi thôi ba Michael muốn đi tới cái chỗ mà ba Michael muốn dẫn các cô chú về là đường Cao Thắng thôi. Rồi bắt đầu để cho tự nhiên thì bây giờ ba Michael sẽ cho mẹ Michael chạy tới đâu hay tới đó nha bà con. Ha. Để cho mẹ Michael chạy cho nó thoải mái. Rồi giờ mẹ muốn chạy đâu mẹ chạy. À, con đường này chúng ta đang đi là con đường Lý Thế Tổ. Nơi đây là hồi xưa là nơi ở và làm việc của Ủy ban Liên hiệp bốn bên đó bà con. À, hình như là Ủy hội quốc tế đúng hơn ha. Ba mẹ cô không nhớ. À, các cô bác nào có nhớ thì bác nhắc giúp ba mẹ cô ấy. Nơi đây hồi xưa là nơi cái gì á mà của bên quốc tế đó bà con. Không biết là Ủy hội quốc tế hay là Ủy ban Liên hiệp bốn bên nữa. Quên, ba mẹ cô không nhớ.
Rồi ở đây là ngã ba đường Nguyễn Đình Chiểu nè, hồi xưa là đường Phan Đình Phùng với lại đường Lý Thế Tổ. Con đường này hồi xưa thì gọi là con đường Vui Bông Hoa. Đây bánh canh Trảng Bàng. Ở bên đây phải ba mẹ gò đây là có cái cư xá đường sắt nè, để mình vô chung cư Nguyễn Thiện Thực á. Còn bên đây trái là đường Hồ Thị Kỷ, phố Hoa Hồ Thị Kỷ. Bên đây trái ba mẹ gò đây nè, hồi xưa là thập niên 1970 á bà con. Đây đây là cái nơi mà các thương phái binh Việt Nam Cộng Hòa là cái như là cái phong trào mà đầu nhà đó, là ở đây là hàng loạt các căn nhà xây dựng trái phép ở đây. Và cũng cái khu đất này nè, hồi đó đó là người ta dự định đó là xây cái bệnh viện vì dân của bà Mai Anh Phương Nhân đó bà con. Nhưng mà sau này bị các thương phái binh Việt Nam Cộng Hòa xây dựng trái phép quá, cho nên thành thử ra là phải dời lên tới cả Từ Bảy Hiền á. Còn đây là hồi đó là có một cái tượng đài biệt động quân ở đây. Rồi vẫn đi tiếp tục con đường Lý Thế Tổ. Bên tay phải ba mươi gò đây là chợ Chuồng Bò nè bà con. Ở đây có cái chợ, chợ này người ta là chợ Chuồng Bò. Chúng ta đang đi trên con đường Lý Thế Tổ qua số 215 Lý Thế Tổ. Ở đây là ngã tư đường Sư Vạn Hạnh với đường Lý Thế Tổ. Gà nướng, gà nướng muối ớt rồi con. Một con gà người ta không biết cái ớt nào là người ta tẩm hết nguyên con gà luôn, không biết ăn có cay không rồi con. Nó bà mày còn thấy cái ớt đó mà tẩm vô đó là thấy không dám ăn rồi đó, không biết có cay không mà con, không biết có các cô chú anh chị và các bạn nào đã ăn chưa. Tao bà mày còn thấy ớt mà họ tẩm mới ghê quá, ăn vậy cay xé lưỡi luôn á. Rồi ở đây là nhà thương Nhi Đồng nè, hồi đó đây là cái cổng sau mà bây giờ mở ra làm thành cái cổng chính rồi. Cổng chính giờ ở đây chứ hồi đó là cổng sau nha bà con. Kế bên đây là hồi xưa là tiểu đoàn 5 quân cảnh. Tiểu đoàn 5 quân cảnh này là lực lượng chuẩn bị mà coi như là đi khắp cả nước luôn á. Rồi bên đây là nhà thờ Bắc Hà nè. Đó, nhà thờ Bắc Hà. Kế bên đó là tiệm phở tàu bay nè. Nhìn qua bên kia đó là siêu thị Sài Gòn mà con. Siêu thị Sài Gòn hồi xưa nó là chợ cá Trần Quốc Toản. Rồi bên đây phải trước mặt bà con bắt đây nè, hồi xưa là cư xá đó. Cư xá cái không phải là khu gia binh Nguyễn Trung Trực, khu gia binh Nguyễn Trung Trực. Đây là chợ cá nè. Ở đây là góc đường này là góc đường Thành Thái với lại đường Nguyễn Duy Phương và đường Bán Hai. Hồi xưa là đường Trần Quốc Toản. Cái chỗ tiệm mắt kính này là bà con, hồi xưa là Bốt Công Lộ á. Rồi nhìn qua bên mặt trời. Trời ơi thọ lắm. Bà già giờ đi bán vé số. Đứng giữa đường luôn ghê quá.
Rồi bên đây phải này là ủy ban nhân quận 10 nè. À, hồi đó đó là trại Trần Văn Quỳnh đó bà con, của quân vận, của công binh chiến đấu trước năm 75 đó bà con. Còn bên tay phải này, kế bên trại Trần Văn Quỳnh đó là trại Đống Đa của quân vận. Con đường bên đây là đường Nguyễn Tiểu La nè. Hôm bữa trước ba mình còn nhớ là các đại lý sổ số miền Nam đó là đã thống nhất là coi như là không ép người dân đi bán vé nữa bà con. À, mà đại lý nào mà không nhận vé về là sẽ bị xử phạt nghiêm lắm á. Mà sao giờ ba mình còn thấy là đó, những người già vậy bà con mà họ vẫn ra đường, mà con có thấy không? Cái cảnh đó mình thấy tội lắm. Mưa gió mà đi con ơi con, dừng lại mua đi con. Không biết là thiệt hay giả luôn á bà con. Ba mình còn nói thật. Bây giờ xã hội bây giờ giết giờ mình cũng không biết tình ai luôn. Bây giờ mình bán không hết thì mình cứ trả vé số về cho đại lý đi. Chứ gì đâu mà phải đi năn nỉ, đi uống mưa rồi mình thấy tội quá. Hoặc cũng không biết là do họ cố tình để họ bán họ tăng thêm thu nhập, đánh vô cái lòng thương người đó mà. Giống như vậy á, nếu mà mình có lòng, ba mẹ còn có lòng thương, ba mẹ còn phải dừng lại mua ủng hộ. Nhưng mà nếu mà càng làm như vậy, ba mẹ còn mà dừng lại, ba mẹ còn mua, thì sắp tới đây hàng loạt người già, trẻ em bắt đầu có lao qua đường để bán. Tại vì thấy người dân người ta cảm động, người ta thương là người ta mua. Mà mua, thấy bán ăn, làm ăn được là bắt đầu mai mốt là ra đường khóc nữa. Cho nên ba mẹ còn bây giờ là ba mẹ còn nói thật, chứ ai nói ba mẹ còn chịu. Bây giờ ra đường mà thấy người ăn xin, lang thang hay là gì đó là ba mẹ còn không cho nữa. Tại vì mình cho được, mình thấy mình tội mình cho được à, thì sau này bắt đầu kéo ra cả làng đi ra ăn xin luôn á. Hoặc là mình thấy người già, mình thấy tội quá, mình mua ủng hộ cho họ, nhưng mà ngày mai họ lại ra họ bán tiếp. Nên nơi bà con có bắt không? Nó không phải cái kiểu mà giống như là hôm nay mình bán không hết thì lỡ ngày hôm nay thôi thì mình vậy đó. Không, ngày mai là họ ra đứng ở đó, họ khóc lóc nữa đó bà con đó. Cho nên thôi thì ba mẹ còn nói thật, cái giờ ai chửi chịu thôi, bây giờ là không giúp mấy cái cảnh đó nữa. Giúp là mình vô tình cái mình tạo cái tiền đề, cái sau này cứ thế họ kéo nhau đó, bà con bắt thấy chưa? Đó 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 đó, đó ra đường nữa kìa, đó tội ghê không? Đó trẻ em đó bà con. Đó, bán vé số luôn đó bà con. Đó. Đó bây giờ đó bên kia đó kìa bà con, đó. Trời ơi đó, thấy khổ ghê chưa? Đó cái xe dừng lại mà cái tuổi đó ba mươi rồi nó đó kìa, bên kia kìa bà con có thấy không, đó có một người ngồi bên đó đó. Đó ba mươi rồi nói mà cái góc ngã tư đường là phủ hết nha bà con. Cho nên bà con có bác mà giúp được một lần rồi là coi như là sau này là con nít là nheo nhóc gì là ra đường là xin thưa bà con có bác là cả Sài Gòn luôn á, là con nít rồi đi ăn xin rồi đi bán vé số rồi đó. Cái tuổi đó là bà con có thấy không, nó quất mình mà có con cái gì mình cũng sốc nữa bà con, mà mình cũng sợ nữa. Đó, xe đèn đỏ vừa mới dừng là bà con có thấy không, nó ào ra đứng trước đầu mũi xe đó. Đó còn đây là bánh trung thu rồi bà con có thấy chưa, thê thảm chưa, không có một ai mua luôn đó bà con có thấy chưa. Năm nay là coi như là tình hình bán bánh trung thu là coi như là ế chưa từng thấy. Kiểu này là sang năm sau là người dân người ta không dám mua luôn à, không có mua bánh về bán á bà con. Tại vì bán mà không có lời thì chết rồi. Với lại một phần là bây giờ hầu như các tiệm bây giờ người ta bán đầy quá bà con. Ví dụ như bán bánh trung thu Kinh Đô đi, xin thưa bà con cô bác à, nhiều quá. Bán bánh trung thu Như Lan, bây giờ ba mẹ còn muốn mua bánh trung thu Như Lan á, ba mẹ còn ra thẳng cái tiệm bánh trung thu Như Lan ba mẹ còn mua luôn để có bánh nóng à, trừ phi là các tiệm như là ở Vũng Tàu nè, Bến Tre nè đó thì quả may là đem về đó bán thì quả may, tại vì ở nơi đó người ta không có cái bánh trung thu. Chứ còn bánh bán ở Sài Gòn này thôi, ta chạy ra Sài Gòn ta mua luôn bánh cho nó nóng.
À, chúng ta đang đi trên con đường này, đường 3 tháng 2. Hồi đó là Trần Trần Quốc Toản ở số 1035. Con đường này là ba mày còn thấy có một cái tờ báo gọi như là họ gọi là thủ phủ của ăn xin, thủ phủ ăn xin luôn rồi con, à, ăn xin với bán vé số trên cái con đường này nè. Bây giờ bà con quá không thấy ha, chỉ về đêm cái chiều chiều xuống cái là trời ơi con đường này người ta xin ăn xin cơm quá trời luôn, mà các mạnh thường quân bắt đầu họ lại phát cái con đường này rất là nhiều. Và từ cái phát rất là nhiều, bắt đầu người này truyền miệng người kia, thế là cứ đến chiều chiều đêm đêm tới tối bất kể nắng mưa là người ta cứ ào ra cái con đường này, người ta ngồi xếp lớp luôn. Và cuối cùng xin thưa bà con cô bác, những người mà họ có cái nhà ở gần ở đây nè, dân Sài Gòn mình khác dân nước ngoài nha bà con. Nước ngoài ba mẹ cầu đi ra nước ngoài không có ai mà có cái kiểu mà xách ghế ra trước nhà mà ngồi hóng mát luôn nha bà con. Thiệt, ba mẹ cầu đó thật á, bà con cô bác ở nước ngoài, bà con cô bác có thấy ai mà xách cái ghế ra phía trước nhà mà trước ngoài cái lề đường mà trước nhà mà ngồi hóng mát không? Không có đúng không? Nhưng mà Việt Nam mình có. À, Việt Nam mình đặc biệt ở đây là họ có cái thói quen là bắt cái ghế ra trước nhà ngồi xem ngóng xe qua lại. Mà kể từ khi mà ở đây có một cái thủ phủ ăn xin mới là bán vé số ở đây nè. Rồi những cái nhà gần đây nè, đó giống như ba mươi cầu ví dụ những cái căn nhà mặt tiền nè, chiều chiều tới tối đem ghế ra ngồi hóng mát. Là thế là vô tình những cái người đó coi như là ai mà đi ngang qua là vô tình cái họ trở thành giống như những người ăn xin cơm luôn. Thậm chí có người phát lộn luôn nha bà con. Nhà của họ đó, cái họ ra bắt ghế ra họ ngồi trước cửa nhà đó, họ hóng gió thôi. Những người ta đi phát cơm á, người ta đi ngang qua người ta tưởng là những người này cái họ chờ xin cơm á, họ tới cái họ phát cho những người đó luôn á. Đó, tình ngay lý gian lắm. Và vô tình cái ảnh hưởng luôn cả những người dân sống ở khu vực này. Ghé qua chợ Sớm Đất này mẹ. Năm mưa đó cứu anh, thôi ghé qua Sớm Đất đi mẹ, ghé qua cái chỗ tiệm dịch chống dịch gì đó, cháo dịch ở chợ Sớm Đất này nổi tiếng nè, ghé qua mua cháo dịch về ăn. Rồi con đường này đường Sớm Đất nè bà con, hồi xưa ở đây là có cái chợ, ta gọi là chợ Cây Gòn. Giờ ba mẹ cô sẽ ghé qua bên Sớm Đất này để mình đi ăn cháo dịch nha, để ba mẹ cô mua về rồi cho mấy đứa nhỏ nó ăn luôn. Chúng ta đang đi trên con đường Sớm Đất, hồi xưa ở đây là cái chợ Cây Gòn. Hôm bữa mình ăn vịt quay, còn giờ mình ăn cháo vịt. Đó, cái quán cháo vịt này mỗi lần mà buổi sáng mà mấy cậu đi ngang qua, ba mấy cậu thấy họ bán mà cũng đông lắm. Nói thì bữa nào vẫn mẹ đi ăn, mà giờ thôi cái mình khỏi đi, mình đi mua về mình ăn luôn, coi nó ngon không. Đường này đường Thái Phiên nè. Khu này là khu quận 11. À, 30 tỷ vé số. Tiệm rút căm Văn Tuấn.
À, con đường này là đường Minh Phụng đây. Bên kia có cái tiệm cơm gà Thiên Thiên đó bà con. Cơm gà Thiên Thiên đó cũng nổi tiếng lắm á. Nó có cái tiệm Thiên Thiên 2 ở trên khu Tinh Lửa. Mà Thiên Thiên 3 như là mới mở đâu á, ba mày còn quên rồi. Thiên Thiên có 3 tiệm. Và cái chợ này xưa là gọi là chợ Sơ, chợ Bình Thới nè. À, nơi đây là cái chợ nè bà con. Ồ, bánh xèo, bánh khọt, rau rừng. Ngon ha. Ở đó bên tay phải nè bà con, nơi đây là cái lò thổi thủy tinh nè bà con. Giờ là chợ Bình Thới. À, cái lò thổi thủy tinh đó. Ở đây có cái tiệm cháo vịt, cháo gà gì nè. À, cháo vịt. Ôi cha, chưa bán mày ơi. Đi luôn. Rồi thôi xong. Họ bán buổi sáng rồi, giờ chắc họ dẹp rồi bà con. Thôi giờ mày muốn mua ở đâu rồi mua. Giờ ba hết biết rồi. Mày muốn ăn gì cũng được. Ba mày còn đang đi trên con đường qua đây là Lạc Long Quân rồi. Bên trái là phường 1, bên phải phường 3. Đau lưng quá. Ký còn cái tiệm tài ký này nó bán nhiều người luôn đó. À, bệnh viện Kiều An. Trời ơi, bệnh viện Triều An nó đổi vào đây, nó đổi tên lại là An Triều. Hồi xưa ở đây là cái bệnh viện Triều An cơ sở 2 á bà con. Bây giờ nó đổi tên lại là An Triều. Ủa, cái tòa nhà cổ cổ này hồi xưa là gì mẹ? Cái nhà tổng cổ này hồi xưa là nhà gì? Nhà kho. Trường tiểu học Hân Việt nè. À, dựa gia trai hả? Đường Tân Hóa Đình, ở đây có cái đình Tân Hóa. Đình này ta cũng lớn. Đình cũng lớn. Cũng lâu đời chứ ha. Ở đây là hải nhựa Rạng Đông nè. À. Trước mặt bà con bà bác đó là cái hồi xưa nó là bốt cảnh sát cầu tre đó bà con. Đằng quá. Đây là đường Tân Hóa với đường Lạc Long Quân. Wow, bà con bà bác thấy không? Cái luồng xe đang đổ lên Sài Gòn đó bà con. Ghê không? Dài luôn nha bà con. Ngay cái chỗ này là bắt đầu là đang có một cái kế hoạch là để mở rộng ra cái đoạn này nè bà con. À, bà con bắt thấy không? Cái luồng xe đang lên đó, hôm bữa trước là xuống. Dù rằng là ngày mai vẫn còn nghỉ thêm ngày nữa nha bà con. À, nhưng mà hôm nay là người ta đã bắt đầu đã lên rồi. Ta-da, chiều nay mời bà con cô bác cùng với ba mẹ cô ăn cháo vịt nha, miếng gỏi vịt nha. À, đây là dĩa gỏi nè bà con. Cái này là mình mua mình đem về nhà mình ăn. Có huyết nếp nè. À, có lòng luôn nha. Ba mẹ cũng có một bộ lòng. À, đây một con vịt. Một con vịt này hình như là 400 mấy chục ngàn. Nói chung tổng cộng là khoảng gần 500 ngàn đó bà con. Nè. Thì mình mua về nhà mình ăn.
ăn về tiệm hoài cũng chán, giờ mình ăn ở nhà. Đây là một nồi cháo. Tất cả ở tiệm không nha bà con. Trời ơi, con một cái nồi cháo quá trời không. Hành này cũng vậy đó, mình mua ngoài tiệm hết á. À, con huyết nữa nè. À, hấp dẫn không? Ủa, mỗi cái nào mày nấu. Rồi mình uống soda chanh nha. Uống nước ngọt, bữa giờ tụi nó uống nước ngọt nhiều rồi cho nên giờ bắt cho tụi nó uống soda chanh. Rồi, mời bà con cô bác cùng ăn. Rồi, ba mẹ cô xin chào tạm biệt tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là ba mẹ cô. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.